thì đã có nói chuyện với bà xã là bên anh đang cần hai người phải không? Dạ dạ. À, thì em cũng đã nói chuyện sơ sơ rồi, bây giờ thì em gọi điện thoại để cho anh nói chuyện với anh này trước ha. Dạ dạ dạ. À, còn một anh nữa, nên nếu mà anh có muốn nói chuyện trước không, hay là đi qua trước anh này xong rồi gặp anh kia luôn, hay là sao, anh phải nói chuyện trước hay sao? Anh em thì đường nào thì nếu mà được thì cũng đi qua đó gặp thôi. Ok, bây giờ á là em để cho anh nói chuyện với anh này trước, anh kho trước ha. Dạ, dạ. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Quỳnh đi xuống phố cho cả nhà. Dẫn anh Khôi đi làm giấy tờ, trình diện qua ở đây tòa nhà rất là cao luôn. Đó, cả nhà có thể thấy nhà rất là cao. Đây là Downtown New Orleans. Nãy giờ thằng ở đó tưởng ông ở bên kia, nó dẫn qua bên đây nè. Ủa sao hôm nay ông đổi chỗ hay sao? Đổi chỗ. Em muốn cần cái gì á, nó cho hết. Cần cái gì cho hết đó hả? Có xin tiền nữa không? Nó cho tiền mà. Cho tiền hả? Nó cho già 30. Nó là nó thôi. Đó, tôi làm ship là ship của nó đó. À, giờ là đi qua bên cái chỗ INS, INS phải không? Ê dạ. Tụi nó đi mất công chị động mất tiền 8 đồng, 7 đồng mất công phiền lắm. Tôi khổ ghê. Mà bây giờ tôi nói là trong bụng tôi điếc không sợ súng đâu. Thôi sợ đi, ông đừng nói câu đó. Ông phải sợ súng, ông phải sợ cái lực pháp để ông mới làm lại từ đầu được. Ông không sợ hoài là ông dày hoài đó. Người ta nói thiệt với ông nha, mỗi lần tôi quay ông lên người ta chửi ông dữ lắm luôn á. Tại vì cái tánh của ông á, là người ta nói là không có thay đổi được. Cái tánh của ông á là hôm lát suốt đời đó. Suốt đời. Cho nên á phải gắng thay đổi bản thân mình đi. Chị nói hả? Suốt đời với là vậy, tôi đưa người ta qua đây, người ta á bạc tình bạc nghĩa với má tôi thế nào. Má tôi chết có được 1 cent không? Hả? Không. Ý tôi nói là ông phải thay đổi bản tính, đừng có cứng đầu quá. Cứng cái gì? Phải đi làm, mai mốt là đi làm á là phải làm đàng hoàng cho người ta. Đàng hoàng, phải tìm xem chủ. Chị... Bây giờ nè, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ nó không, người chủ người ta không đàng hoàng thì thôi, nghỉ. Nghĩa là im xuôi, không có cần phải làm gì gây lộn hay làm gì cho nó to chuyện lên hết. Cái đó là mình thiệt hơn chứ không ai thiệt hết á. Đúng, mà điều tôi vô tiệm mà ông, tôi có ăn chậu ăn cắp không? Mà ông đủ tôi ra. Thôi bây giờ là không có nói chuyện đó đi, chuyện đó cũ rồi. Nói chuyện với đây cái cô này á, nói chuyện nghe nói chuyện á, tiếng nói cũng dễ thương lắm á. À, đây rồi, nhà hàng này là nhà hàng Việt Nam luôn. Bạn thân của tiệm Michael luôn. Ủa Michael là tiệm nào? Tôi nhà hàng này hả? Nhà hàng này thì bữa mình ăn rồi đó. Nhà hàng này đắt lắm á. Trời ơi, nó bán mắc như quỷ vậy. Nhưng mà nó bán ngon. Nó có tiếng, nó phải ngon, nó ngon nó mới đắt, mới mắc. Rồi sao? Có xin vô đó được làm mà được không? Ê dạ, tôi nói thiệt, tôi buồn, tôi nghĩ tới má của tôi rồi gia đình ở bên kia nữa. Trời ơi, nhớ nếu mà ngồi mà nghỉ không mà làm được cái gì, phải làm có tiền giúp đỡ họ thì mới được chứ. Nói hoài mà nói giấy là cũng mệt. Không. Nhưng mà bây giờ thôi bỏ đi, bỏ chuyện đó đi. Bây giờ đó là đi làm phải không? Cảm giác tôi không có mà say nữa. Bây giờ là chia tay với nó luôn á, nếu mà đi làm chỗ này là chia tay nó luôn đi. Không. Là bây giờ á, nói là nãy tôi nói là ở chỗ đó là người ta bao ăn ở. Em thầy với chị tụi không có làm bậy đâu, cho nên á là phải cố gắng làm cái này, không có cơ hội, không có nhiều nè. Đi làm lực quá ở Việt Nam hay là Mỹ hay hãng gì đâu có lực uống bia. Đúng không, được uống bia phải làm được việc cho người ta, đúng không? Đúng. Là đủ việc điều cái là chị phải hiểu như vậy, giống như thằng Minh chị hiểu đi, nó ở đó gần 10 năm ở đó rồi đó. Ông đừng có nói ông Minh, tại vì ông không có được bình thường. Tôi không có cùng đâu. Thì ông thì không, ông phải khác mấy ông đó thì ông mới là có cơ hội ông làm lại. Còn mấy ông đó sao tôi dám giới thiệu mấy ông đi về làm việc. Tôi nói thiệt với chị, tôi thề với trước mặt chị, ông kêu năn nỉ tôi về làm trận đi, tôi nói tôi không cần. Tôi có chết đói, tôi thề
ăn mày cũng được. Tôi không có bố thí. Bây giờ là thôi bỏ qua chuyện đó, là không làm chuyện đó là bỏ những qua. Những gì em nói thì anh chị sau này nếu mà chị có điều tra ra hoặc là quay tao là em có nói giống chị không? Bây giờ á, bây giờ dám đó chơi thì dám nói. Không hả, cái đó là giờ là không có muốn. Tôi chỉ muốn là ông là đang suy nghĩ là tới việc làm sắp tới, tương lai sắp tới là tương lai rất là tốt đây nè. Cơ hội này rất là tốt, mà ông không có được cơ hội này là tôi không có kiếm được việc khác cho ông đâu. Ông muốn xuống tôi chở ông xuống. Xuống thì không có trình diện được. Hồi bữa ông đi người ta đóng cửa, nhưng biết đâu bữa nay người ta mở cửa. Mở cửa cái gì? Nó đề bản không biết tôi ra tôi ngạc lắm. Chị chụp hình rồi lấy điện thoại gọi giùm tôi cá được. Ông kính ông tôi có gọi anh kính. Ủa sao bữa ông ở bên đó rồi ông không chở ông đi vậy? Hả? Bữa ông ở bên đó sao ông chở ông đi? Chiều bên này tôi nói mà sao hồi bữa nó gần hơn. Rồi sao hồi bữa ông đuổi ông ấy đi vậy? Ông đuổi ông gì đó? Ông tạm đi vậy? Xin lỗi nha. Cái gì Việt Nam này mình có nói chuyện người tốt người sống tôi không biết. Nè, ở trên đài của chị lên mạng tôi biết người nào nói xấu tôi hết. Thì đó, người ta, nói xấu ông thì ông phải chứng minh cho người ta thấy là ông không phải như vậy. Bà Mai bà biết, bà Mai nói người nào hết á, lòng, nhân đạo, tốt. Giống như chị, em thấy là như vậy em mới hạnh phúc. Những kẻ bụi đời vậy là quá tốt. Thấy không? Có người giúp đỡ chỗ này nọ. Với tôi á, vì tôi càng gia đình. Với đó tôi không còn anh em hay gì nữa. Tôi đâu có sợ. Bây giờ á là cơ hội rất tốt thôi, đừng nói nữa là bây giờ có cơ hội rồi đó, cơ hội để đứng lên rồi đó. Nè, chị gọi anh Kính đi, nói chị với anh. Nói gì? Anh năn nỉ, thôi về đi biển, không. Cái đó đâu có mai, đâu có quan tâm tới cái chuyện đó làm gì. Bây giờ nói là bây giờ ông muốn cái gì là bây giờ nó được cái đó hết rồi đó. Và được tốt hơn người ta nữa đó, là cái chỗ em này phải cố gắng là giữ cho ông đó mà ông biết ông chủ, phải. Chủ của anh tốt, em nói chị có lên đài tư quy á. Nói rồi chủ, nếu mà nó chủ ấy vậy á thì mình không làm nữa là thôi, không cần phải quậy, không cần phải gây lộn với người ta, không cần phải kiếm chuyện với người ta gì hết. Có không biết đối xử công nhân chừng mắt người. Bây giờ ông có nghe lại tôi không vậy? Hả? Trời ơi, ông có nghe tôi nói gì không vậy? Nghe. Thì nói là không làm thì đừng kiếm chuyện. Tôi đâu có sợ đâu. Đó, tối ngày ông cứ nói vậy đó, ai dám thích thì ông đi làm. No, chủ tốt, mình đối xử tốt. Chủ xấu, mình phải đối xử xấu, xấu. Người ta nói câu ăn cây nào gào cây đó. Nói thiệt. Trời ơi, thấy tôi uống vậy mà tôi làm thử rồi biết. Ông Hùng chưa chắc vừa qua tôi đâu. Ông không qua ông, nhưng mà ông không có nhậu. Nên người ta muốn ông. Còn ông á, ông nhậu vậy người ta thấy người ta sợ, người ta đâu có dám mướn. Xin cho ông biết bao nhiêu chỗ rồi, đâu phải chỗ chỗ này nữa đâu. Trời ơi, tôi nói thầy với chị, tôi quên phe. Chị là chị chạy đường này xuống dưới phố chứ không. Chỗ chị cho mì đó. Chị tưởng tôi say hả, không dám đâu. Tôi mà say hả thôi mà. Ông á tỉnh thì được, mà ông xỉn ông nhè quá à, nhè nó bậy nó. Cái này kiếm cái hai con nhũa mình cho hai cái áo đó nhớ không? Mà đi xuống đây kiếm nó mười mấy hai chục lần rồi cũng chưa gặp nó. Tụi nó giống em thôi, nó muôn quỳnh. Nó đâu ở một chỗ. Tôi hoài luôn chạy chỗ. Biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn nói được. Tôi khổ quá. Ê dạ. Chị biết làm cái gì mà người ta phải đi kiếm tiền, người ta mua tới mua lui. Bữa nó ngồi, nó nói nó ngồi ở đây mỗi ngày mà nó xin tiền rồi cái nó ngồi ở đây ấy thôi. Chị phải hiểu cái đó. Ở đây nó người ta cho cái gì đó. Nó chết bệnh đó.
khác gần hơn. Anh vô đó anh khác thử coi. Anh vô đó anh khác thử coi. Ông Tâm đây, ông đi về rồi phải không? Ây, không gì đâu rồi. Hiền lại một chút giùm đi, trời ơi. Phải nghĩ cho mình, không nghĩ cho mình, nghĩ cho gia đình của mình. Mình có gì gia đình mình nó xấu hổ chứ người ta không có bây đồng thổ. Bây giờ con là tụi anh hết nè. Còn khi nó mở cửa lại tôi không biết chừng nào đang cái bệnh hoạn này nó mới đóng cửa. Phải chắc đêm tôi thức, tôi đã nói chị làm sao đêm tôi thức, tôi uống rồi tôi ngủ. Mấy ngày tôi ngủ. Reo lên bờ giùm tôi một cái đi. Ấy dũng bụng hoài à. Quá. Ai cũng có cái tâm sự. Cái chỗ có thằng nào mà có cái lính đô bên trái biết đó. Biết rồi. Thì hay sao bỏ xe, gửi xe đi mới là vấn đề. Thì đó. Tôi nói anh chị như vậy đó. 8 đồng hả? 5 đồng. Thì cơ. Hay quá. Đau thai. Chúc mừng luôn. Được. Hả? Mốt ông mới đi đâu được? Ngày mai thứ bảy ai mở cửa? Ôi lộn, ngày mai thứ sáu hả? Nếu mở cửa tôi đi được. Ủa? Bữa nay ông đi rồi, ngày mai ông đi làm gì nữa? Đi tôi không có giấy tờ đâu. Tại sao nãy ông lấy giấy tờ? Ôi, không cần đâu. Chỉ cần nó mở cửa là được thôi. Mà tôi nghĩ nó không mở cửa đâu. Có bệnh hoạn này nó không mở cửa đâu. Đây. Qua. Nhớ chụp hình lấy điện thoại giùm tôi. Gọi giùm tôi đã. Bỏ đó cho là quán cửa. Không, tôi nếu mình có đi chân nó qua đường thôi. Sao không đi quá đường nha cả nhà.
Anh nhìn đi, chủ mã đó, nó bao thơ đó, đã lên viện viện đó. Vậy sao không đem bao thơ? À, tôi là có bao thơ, đi vô đây. Cần phải lấy appointment. Gọi đi. Nó đâu cho 13 tháng 9 hay là 13 tháng 9 nó mới mở cửa lại. Đó. Lấy điện thoại giùm tôi luôn cái. Cái gì mình... Ủa mà rồi mấy người đây người ta chở gì đó? Hả? Mấy người này người ta chở gì? Thì biết nó... Nó không cho ai vô đâu. Ở dưới đây thôi hả? Đâu có lên lầu phải không? Đâu lên lầu. Lầu qua. Thì ra mấy người làm ở trong này được lên tôi với mình vô là nó ấy nó bữa tôi 19 tay á, tôi đi đó, nó không cho vô, sáng con, nó bay là nó bay trình diện hả? Trình diện hả? Sao nó mặc đồ đẹp vậy? Nó trình diện sao nó mặc đồ đẹp vậy? Nó phải trình diện không? Cái đậu bên đó hả? Đúng rồi. Công viên này không ai dám vô đây hả? Hả? Ở công viên này không ai dám vô đây hả? Mùa hè người ta ở đây gì đâu. Giờ mùa đông người ta lạnh đâu, người ta không dám vô. Chị thấy tôi ở sao người ta như vậy thôi. Quay cảnh đau sao? Muốn quay tới chỗ hôm nay á thì dẫn anh Khôi đi trình diện, nhưng mà trình diện không được tại vì họ đóng cửa. Và nếu muốn trình diện á thì phải đến đây lấy hẹn trước rồi mới gặp được họ. Thì thôi bây giờ mình chở anh Khôi về và cho anh Khôi xin việc. Một trong những người mà cần người làm việc cho mình á, thì hôm nay Uyên Quỳnh sẽ gọi điện thoại để anh Khôi nói chuyện với người ta. Nhưng mà cả nhà hãy đón xem nha. Cũng nói chuyện thật là bất ngờ, là mình bó tay luôn đó. Bán phát xam được hả? Ờ, phát xam hả chị? Ờ hả? Chuyện với bà xã à, nói là bên anh đang cần hai người phải không? Dạ dạ. À, thì em cũng đã nói chuyện sơ sơ rồi, bây giờ thì em gọi điện thoại để cho anh nói chuyện với anh này trước ha. Dạ dạ dạ.
À, còn một anh nữa, nên nếu mà anh có muốn nói chuyện trước không, hay là đi qua trước anh này á, xong rồi á, gặp anh kia luôn, hay là sao, anh phải nói chuyện trước hay sao? Gặp em thì đường nào thì nếu mà được thì cũng đi qua đó gặp thôi. Ok, bây giờ á là em để cho anh nói chuyện với anh này trước, anh kho trước ha. Dạ dạ. Ơ quên lộn. Trên vườn cô. Thôi chưa quên giới thiệu cái này nè. Tôi á, nói thiệt anh á, tôi không có muốn bậy bạ đâu. Nói thiệt. Ở mình, anh cần người sao? Nè, nếu anh làm, tôi dẫn, anh dẫn tôi qua đó thì anh phải điêu anh em mình điêu với nhau. Hỏi anh là làm gì? Nè, nó điêu là quá là điêu bán chị em ma túy đâu ông nội. Okay. Nè, điêu là tiền bạc là thế nào? Dạ. Tôi anh nói cho anh biết là công việc làm sao đi anh. Em á. Dạ, tôi á làm chợ. Tôi á ở ngoài đây này á, nói này tôi có giống anh đâu. Cái anh gì anh nói ra là làm công chuyện sao thì y làm cái gì làm, tôi đâu có sợ, mà điều đó là tôi lấy tiền mặt đó. Dạ. Dạ, cái đó là hình của anh không sao đâu. Rồi nói đi. Rồi để cho anh nói nè. Tôi chị cũng giúp đỡ cho tôi cái này nọ đầu, bà con cô bác cũng giúp tôi ở trên nghệ nhìn. Tôi muốn qua bệnh bấm để ghi tôi dễ coi, dễ thấy mà nhìn mặt ổng. Ảnh là để cái hình ra phía bên đây, ảnh không có để coi hình, cho nên nó không cần phải nhìn hình, nói chuyện thôi được rồi, để cho anh nói. Anh cần người như sao? Ảnh lên rồi nè, vợ ổng hay là con ổng này không biết nữa. Ai vậy? Bà có bấm lộn vậy? Dạ. Rồi á, em nói với ảnh biết là em cần sao hả? Thì cần người lượng trứng thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Tuổi thì nói thiệt tuổi giả thôi. Nếu mà tuổi thiệt lớn lắm, tuổi giả 72. Sinh năm 72. Tháng 9. 72 tháng 9 ngày 2. Anh sinh năm 72 đó chị. Sinh năm 72. Nói 72 tuổi người ta tưởng là 72 tuổi. Nè. Tôi nói nếu các người cần tôi về tôi làm cho các người, mà điều đó là tôi nói cái kia tôi lấy không được đâu. Các người đưa chết tôi là tôi lấy không được. Cái đó là tôi xin lỗi chứ. Chị này chỉ giúp đỡ. Đối với tôi có việc làm, có biển mà tôi không đi, tôi bỏ cái gì cuộc đời. Chị thấy chị này, tôi nói thấy nó giống đâu, có chị là quay phim ở đây. Tôi thấy ở tiểu bang này chán quá rồi. Cái đó là theo thời gian theo giờ giấc hả chị hay là sao? Thì đang 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 thì
đó là ăn bún quốc. Xin lỗi người đẹp. Tôi có nói đâu. Rồi ông nói chuyện vô duyên quá. Rồi bây giờ là tôi không có kiếm chuyện cho làm cho ông được nữa, ok. Ê, có gì đâu. Ông nói cái gì mà nó không có vô cái gì hết trơn á. Bây giờ người ta đang nói mà người ta cắt như vậy là người ta không có gọi lại đâu. Tôi bảo đảm với ông luôn. Bây giờ ok, bye. Nói chuyện gì á. Thiệt tình. Ok, bye. Bye, bye. Có tài thì cứ bye. Các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong next video.